Ngày hôm nay tôi nhận được một kèo phá khóa của một lớp học các em học sinh đang bị kẹt ở bên trong. Ok, đây là không gian của các bạn nhỏ đang liên hoan và chuẩn bị chờ anh Kỳ Anh. Và bây giờ là thách thức anh Kỳ Anh. Khi MC giới thiệu thì anh Kỳ Anh phải bước vào đúng lúc. Và bây giờ MC sẽ khóa cửa đây. Đấy. Rồi, chốt là không có chìa khóa. 3, 2, 1 và anh Kỳ Anh đang bắt đầu. Chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng chuẩn bị chào đón một thợ khóa đẳng cấp. Nào. Yeah. Wow, đây là thách thức. Tuyệt vời. Một tràng pháo tay thật lớn nữa đi các bạn nhỏ. Tôi đâu lành đâu. Mình giới thiệu với tất cả mọi người nhá. Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là một người đứng một tí đây, Eddie xuống dưới một tí thôi. Giới thiệu với tất cả các em, đây là người em trai của thầy. Đó, trước đây cũng là học trò nhưng mà lại là em trai đấy, thì là người mà đã cùng nhau trải qua những ngày tháng gọi là đùm bọc nhau để cùng nhau gây dựng những cái sự nghiệp ở trên kênh YouTube cũng như là TikTok. Đấy thì bây giờ anh Kỳ Anh đã thành công rồi. Thầy lui lại để làm nền tảng cho anh Kỳ Anh thành công. Có chào đây à? Thì bây giờ là một người mà nói thật là bây giờ các bạn, một số bạn ở đây đều biết là anh Kỳ Anh thì cũng là một TikToker, một YouTuber nổi tiếng. Tuy nhiên là anh ấy vẫn là một con người mà thầy cảm nhận là một người vẫn giữ được cái đạo đức, cái tình cảm, một cái phong cách mà vẫn giữ được như xưa. Đấy là một cái điều khó mà khi mà những người, bất kể một ai mà khi đã trở thành con người của công chúng rất là khó giữ. Thì anh Kỳ Anh đến giờ phút này là thầy thấy vẫn rất là tuyệt vời. Và một người biết vượt khó, vượt qua những khó khăn, thử thách và kiên trì đi lên để cho đến ngày hôm nay. Thầy được chứng kiến là những cái ngày mà anh ấy phải đi nhặt nhạnh mua lại những cái ổ khóa cũ về để học, tự sửa, tự phá, tự làm. Đến ngày hôm nay là anh ấy có được cái sự thành công này. Thì hôm nay thì thỏa cái ước muốn của các bạn là trong cái buổi tổng kết này có sự có mặt của anh Kỳ Anh. Thì thầy cũng đã gọi anh ấy đến. Thì một tràng pháo tay nữa để cảm ơn sự có mặt của anh ấy trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày tổng kết tiếng Anh của các em học hè. Thì tôi cũng đã biết cái lịch này cách đây 2 hôm. Nhưng mà khổ nỗi là cách đây 4-5 ngày thì tôi lại đi sửa khóa cái đêm mùng 1. Thì vừa mới vào cái tháng 7 thì tự dưng cái tháng cô hồn thế nào đi sửa khóa lại bị vấp phải nắm đấm của anh chủ nhà. Thế quái nào mắt bên phải lại hơi sưng. Thì tôi cũng định từ chối. Nhưng mà vì các em cũng yêu quý, với lại thầy cô ở đây thì mình cũng có quen biết và mình cũng hay sửa khóa. Đấy, thì khách hàng quen thuộc ấy mà, cũng yêu quý nên là thôi thì mình cố gắng mình dành thời gian mình qua thôi, chứ còn bình thường mình từ chối rồi. Tại sợ lần sau chủ nhà không gọi mình đến sửa khóa nên là phải cố gắng có mặt.